Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm món thịt băm rang ngũ vị hương thơm lừng các bạn nhé. Một cách rất là đơn giản mà chúng ta lại có món ăn ngon. Các bạn chuẩn bị cho mình nửa kg thịt sấn vai các bạn nhé. Và có rất cả mỡ cả lạc ấy, khi mình xay lên cái phần thịt vai ấy, thì nó sẽ mềm và ngon, ăn không bị khô các bạn nhé. Đây mình đã nhờ họ xay luôn rồi, hoặc là các bạn có thể mua về mình tự xay ở nhà thì cũng được. Nhưng đây là mình không muốn mất nhiều thời gian ấy, thì mình nhờ họ xay luôn nhé. Để rang ngũ vị hương, các bạn cho mình một thìa cà phê ngũ vị hương vào đây thịt để mình ướp nhé. Rồi để mình cho các nguyên liệu khác nữa. Mình ướp để cho cái phần thịt này nó đậm đà, khi mình rang lên ăn nó sẽ ngon và ăn với cơm nhé. Nhất là thời tiết se se lạnh thế này, mình ăn với cơm rất là hợp lý luôn. Mà ai cũng thích ăn, các bạn cho mình hạt lêm này, rồi một thìa cà phê muối, hạt tiêu, 1/2 thìa nhé. Các bạn sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lên cho mình nhé. Mình sẽ trộn đều và mình ướp thế này tầm 10 phút các bạn nhé. Sau đó thì mình sẽ nấu lên này. Rồi, mình sẽ để thế này 10 phút, sau đó thì mình sẽ cho lên chảo. Và trong lúc chờ đợi thì mình sẽ làm những cái phần hành, ớt và hành thơm nhé. Hành thơm các bạn sẽ thái ra để thêm thơm hơn nhé. Mình sẽ lấy cả cái cẳng hành thơ, hành lá này nữa để cho nó thơm ạ. Sẽ thái ra cho mình. Các bạn mà ăn được cay thì mình sẽ cho ớt nhiều nhé, còn không có một quả hoặc các bạn không cho ớt cũng được nhé. Các bạn cho mình chảo lên bếp và mình cho vào đây một ít dầu ăn vào nhé. Dầu ăn nóng lên, các bạn sẽ cho phần hành vào khi thơm lên. Khi cái phần hành này đã thơm rồi, bây giờ mình sẽ cho cái phần thịt băm vào nhé. Các
rang để cho nó săn cái phần thịt này lên nhé. Cái món này thì chúng ta không mất nhiều thời gian mà để có món ăn ngon, dễ làm, dễ ăn nhé. Rất là tiết kiệm thời gian khi chúng ta nấu ăn. Mình đá một lúc nữa cho cái phần mỡ của thịt phần vai nó ra bớt đi nhé. Khi phần thịt đã xăm rồi, các bạn sẽ cho mình vào đây một thìa nước tương nhé. Rồi các bạn sẽ cho mình vào đây một thìa nước mắm cho nó thơm của mùi mắm nữa ạ. Đều lên. Mình đảo đều lên các bạn nhé. Khi đều lên cái phần thịt này đã săn ngon như thế này rồi các bạn nhé. Các bạn thử lên nếm cho mình xem đã vừa chưa. Này là ăn cơm là vừa rồi đấy ạ. Bây giờ các bạn cho ít ớt vào nhé, để cho nó không cay quá, chỉ hơi cay cay thôi. Ớt rồi, và hành lá nữa nhé. Đảo đều lên cho chín cái phần hành này nữa là được ạ. Thịt băm rang ngũ vị hương như này rất là thơm của mùi ngũ vị hương nhé, kết hợp với các nguyên liệu mình cho hành lá thơm ngon nữa. Rồi bây giờ mình tắt bếp, mình cho ra đĩa là có thể thưởng thức được rồi đấy ạ. Này ăn với cơm nóng nhé. Đây các bạn chuẩn bị cái đĩa và mình sẽ cho phần thịt ra nhé. Với 500g thịt nhé, thịt sấn vai các bạn đã có được một đĩa thịt băm như thế này cho gia đình mà mình ăn rồi. Chúng ta ăn cơm với nước luộc cũng được, hoặc là mình làm những món canh nhạt nhạt một chút kèm thịt băm. Trang trí lên trên những miếng ớt nhé, nhìn cho nó hấp dẫn ạ. Đây các bạn, thành phẩm của mình sau khi làm xong là đĩa thịt băm rang ngũ vị hương thơm ngon như thế này nhé. Chúc các bạn và gia đình có một món ăn ngon. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Ẩm thực miền quê ạ, mình mời các bạn thưởng thức món ăn với mình nhé. Rất là thơm ngon, thịt săn, mềm ạ.